Bác nào bị mất ngủ, khó ngủ thì có thể áp dụng ngay cái phương pháp thở tôi chuẩn bị chia sẻ đến các bác trong video này để các bác chìm ngay vào giấc ngủ chỉ trong vòng vài phút các bác nha. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HTT3. Và thưa với quý cô bác anh chị thì căn bệnh mất ngủ là một trong những căn bệnh chiếm 1/3 dân số thế giới. Và thưa với các bác thì rất nhiều người bị mất ngủ do rất nhiều những cái nguyên nhân. Để phải nói rằng là mất ngủ thì có hàng tỷ cái nguyên nhân, cũng đúng các bác ạ. Vì những người nào bị do thừa chất, thiếu chất hay là do suy nghĩ hay là do môi trường đều là những cái vấn đề liên quan đến giấc ngủ của các bác. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ đến các bác một trong những cái cách mà tất cả những người nào bị mất ngủ đều có thể áp dụng. Rất có thể nó lại là một trong những cách vô cùng hiệu quả đến với lại các bác. Vì đây là một trong những cách hít thở các bác ạ. Nói đến thở ấy thì ai mà chẳng thở đúng không các bác? Từ khi sinh ra chúng ta đã thở rồi. Nhưng thực tế để thở đúng và thở đem lại những cái sức khỏe tốt cũng như là giúp chúng ta đi vào giấc ngủ ấy, thì không phải ai cũng biết. Và trong quân đội Mỹ ấy, thì họ cũng đã từng nghiên cứu ra những cái cách thở giúp cho lính Mỹ được tranh thủ ngủ trong khi mà ra chiến trường các bác ạ. Bởi vậy mà trong video này á, tôi xin được chia sẻ đến các bác hai cái cách thở. Một, đó là một trong những cách thở chuẩn của Đông y. Hai, đó là cách thở của quân đội Mỹ giúp cho lính Mỹ có thể ngủ ngay trên thao trường. Vậy thì ngay bây giờ mời các bác chúng ta cùng theo dõi. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị, thì mất ngủ là cái căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải. Và để có được giấc ngủ ngon ấy, thì không phải chỉ sử dụng những cái loại đồ ăn, đồ uống hay là những loại thuốc này, thuốc kia, mà quan trọng nhất ấy, đó là cái khí thở của chúng ta. Nếu chúng ta biết thở thì các bác có thể không cần phải sử dụng đến bất cứ loại thuốc nào cũng có thể đưa chúng ta vào giấc ngủ được. Và để các bác có được giấc ngủ ngon ấy, thì các bác hãy thử áp dụng ngay cái phương pháp thở bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến các bác nhé. Trước tiên đến giờ đi ngủ thì các bác nên đi ngủ khoảng trước 10 giờ tối. Không nên đi ngủ quá cái khung giờ này. Vì theo nhịp sinh học của cơ thể thì cái khoảng giờ từ 9 giờ đêm đến 10 giờ đêm là cái khoảng thời gian mà cơ thể chúng ta cần phải đi ngủ, cần phải nghỉ. Bởi vậy mà khoảng thời gian này là các bác nhớ phải lên giường. Thế thì với những cái người nào mà bị mất ngủ, các bác hãy lên giường, ngồi khoanh chân, hoặc là các bác ngồi thành giường, hoặc là các bác có thể trước khi lên giường ta có thể ngồi ở ghế cảm thấy nó thật sự thoải mái nhất các bác nhé. Với những cái người bụng to ấy, thì có lẽ chúng ta sẽ khoanh chân ở trên giường là hơi khó, nên các bác có thể là thả chân xuống thành giường, ngồi ở thành giường thả chân xuống, đặt tay lên đùi, và các bác cần phải thả lỏng cơ thể. Thì cách thả lỏng cơ thể như sau: các bác hãy nhắm mắt vào và đặt lưỡi của chúng ta đặt lên trên lưỡi, chạm lên trên phần lợi trên. Và lúc này các bác thả lỏng cơ thể từ từ. Tưởng tượng các bác hãy thả lỏng từ mí mắt trở đi. Thả lỏng từ mí mắt trở đi. Rồi thả lỏng cơ vai. Thả lỏng cơ vai. Sau đó thì thả lỏng cơ bụng. Thả lỏng cơ lưng. Rồi thả lỏng cơ chân. Thả lỏng mọi thứ. Sau khi đã thả lỏng mọi thứ như vậy rồi thì lúc này các bác hãy tập trung vào vào khí thở của mình này. Các bác hãy lấy hơi, hít hơi một hơi thở đều đặn, thở dài 3 lần các bác nhá. Đều đặn thở dài 3 lần. Đó, các bác thở đều đặn 3 lần như vậy. Sau đó thì thở lại đều đặn như vậy rồi thì bắt đầu các bác hãy thả lỏng cơ thể thêm một lần nữa, và chúng ta hít vào bằng hơi thở đường mũi. Hít vào đường mũi, đưa khí xuống phần bụng, các bác nhớ nha. Đưa khí xuống phần bụng, đặt khí xuống dưới phần đan điền ở phần dưới rốn. Đây là các bác hãy tưởng tượng cái khí của chúng ta xuống ấy, và phình bụng dưới ra. Đấy, phình bụng dưới ra và đưa khí xuống ở dưới đan điền. Đó, thì để ở phần dưới rốn được gọi là đan điền trong Đông y. Lúc này các bác hãy giữ lại ở trong phần bụng này, bụng dưới này, đan điền này, là đếm từ 1 tới 7 các bác nhá. Đếm từ 1 tới 7. Sau khi đếm từ 1 tới 7 xong rồi thì lúc này các bác đẩy khí trở lại, đẩy ra ra đường mũi. Các bác nhớ nha, lúc này chúng ta vẫn hít thở bằng mũi, đẩy ra đường mũi. Hít vào,
và để dưới đan điền, đếm 7 rồi đẩy ra đường mũi. Các bác hãy làm 10 lần như vậy. Các bác nhớ nha, 10 lần như vậy. Sau đó các bác hãy hít vào đường mũi rồi để dưới đan điền giống như vừa rồi và đếm đến 7. Sau đó các bác đẩy khí, tưởng tượng nhá, đẩy khí xuống phần dưới hậu môn, qua phần sinh dục xuống phần hậu môn, rồi dọc lên hai sống lưng. Các bác nhớ nha. Rồi dọc lên hai sống lưng, nhớ là không tưởng tượng vào giữa sống lưng mà tưởng tượng vào khí đi dọc hai bên sống lưng, hai bên của cái xương sống đấy. Rồi ra lên gáy, rồi lên trên trán, lên trên đỉnh đầu, rồi lại ra đường mũi. Các bác nhớ nha. Rồi lại ra đường mũi. Thì các bác hãy áp dụng cái cách thở này là 30 lần. Các bác nhớ nha. Hít vào để dưới đan điền 7, đếm đến 7. Sau đó thì đẩy xuống phần cơ quan sinh dục, rồi qua hậu môn, lên dọc theo sống lưng và đẩy ra, ra đường mũi. Lần đầu các bác áp dụng những phương pháp này có thể không thấy hiệu quả hoặc là chưa có cảm nhận gì. Nhưng các bác chỉ cần áp dụng sau 3 đêm đến 7 đêm thì bắt đầu các bác cảm nhận thấy được cả những cái luồng khí đi dọc theo những cái nơi mà chúng ta tưởng tượng như vậy. Đây là một trong những cách mà có thể đả thông khí huyết trong cơ thể của các bác. Đặc biệt là với những bác nào bị đau lưng hoặc là đau vai, đau cơ, có thể áp dụng phương pháp này đều đặn, các bác sẽ cảm thấy nhẹ người đi trong một thời gian ngắn khi mà các bác áp dụng đều đặn cái phương pháp này các bác nha. Và khi các bác thở ra như vậy rồi, một lúc sâu như vậy rồi, thì lúc này các bác sẽ cảm thấy có thể là hơi mệt một chút, sẽ cảm thấy là hơi mệt một chút, và các bác hãy thả lỏng cơ thể, duỗi chân ra thả lỏng cơ thể và lên giường nằm. Các bác nhớ nhá, lên giường nằm. Lúc này các bác có thể lên giường nằm và thả lỏng cơ thể ra, rồi đặt tay lên bụng, đặt nằm thoải mái, đặt tay lên bụng và hít thở đều đặn bình thường. Hít thở đều đặn bình thường. Khi đặt lưng lên giường, hít thở đều đặn bình thường, các bác hãy nhớ vẫn thả lỏng cơ thể, tập trung vào hơi thở của mình và thả lỏng toàn bộ cơ thể của các bác. Thì đây cũng là một trong những cách này giúp các bác đi vào giấc ngủ một cách rất là tuyệt vời các bác nhé. Phương pháp thứ hai được gọi là phương pháp 478. Đây là một trong những phương pháp mà được cho rằng là người ta nghiên cứu ra cho lính Mỹ để được ngủ nghỉ ngay trên thao trường, lấy lại sức khỏe. Vì các bác có thể biết rằng chỉ có giấc ngủ mới có thể tái tạo lại năng lượng cho cơ thể một cách hiệu quả nhất. Nếu một người bị mất ngủ hoặc là thiếu ngủ ấy, thì họ sẽ không thể làm chuẩn mọi thứ được, đặc biệt là trong chiến tranh. Đó, thì họ không thể ngắm súng đúng này hay là ngắm đúng mục tiêu này. Bởi vậy mà cái cách ngủ ngay, ngủ tranh thủ ngủ là một trong những cách rất là hiệu quả trong việc là chiến tranh này. Bởi vậy mà cái áp dụng phương pháp 478 này có thể giúp cho các bác ngủ ngay được này. Đó là các bác hãy tập hít thở vào là đếm đến 4, hít vào là đếm 4 con nha. Đó, thì khi hít chúng thế thì chúng ta đếm đến 4 và giữ ở bụng của chúng ta, căng phình cơ bụng ra, giữ ở bụng là đếm đến 7. Sau đó thì đẩy ra, đẩy ra và đếm đến 8. Khi khí đẩy trở ra, các bác đếm đến 8. Các bác nhớ nha. Và lúc này chúng ta đẩy ra là phải nhớ đẩy hết hết khí ở trong bụng ra. Kể cả phương pháp trước hay phương pháp sau thì các bác cũng đều phải ép hết cơ bụng vào và đẩy cho khí ra hết hoàn toàn. Và áp dụng đều đặn thở như vậy cho tới khi các bác cảm thấy tê cơ môi. Cảm thấy tê cơ môi, lúc này thì có thể thả lỏng người và thở đều đặn bình thường, và chúng ta sẽ dần dần chìm vào giấc ngủ. Vâng, và thưa vị các bác, thì đây là hai cái phương pháp chữa mất ngủ bằng khí thở rất là hiệu quả. Hy vọng rằng với hai phương pháp này sẽ giúp cho các bác có được những giấc ngủ ngon. Và thưa vị các bác, khí huyết là một trong những thứ vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Các bác có thể thấy rằng nếu như chúng ta có khí mà không có huyết thì không thể tồn tại, và ngược lại nếu như có huyết không có khí thì chúng ta cũng như vậy. Và các bác có thể thấy rằng hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang rất là hoành hành, rất là lớn đó. Thì cái con Covid này nó xâm nhập vào cơ thể và nó ăn hết oxy. Và khi nó ăn hết oxy trong máu thì khiến cho cái máu của chúng ta nó bị đông lại. Và khi trong máu của chúng ta không có khí oxy thì chúng ta sẽ bị tắt thở. Bởi vậy mà cái phương pháp thở này là cái phương pháp giúp cho chúng ta đưa được một lượng oxy rất là lớn vào cơ thể. Đây là một trong những cách giúp cho các bác có thể tăng cường được cái lượng oxy trong người và giúp cho các bác có thể có được những sức khỏe tốt lên. Và một trong những cách tôi xin được chia sẻ thêm đến các bác đó là cái cách thở buổi sáng. Ngoài cái cách thở buổi tối như này thì các bác nên áp dụng cái phương pháp thở vào buổi sáng để giúp cho các bác có những cái sức khỏe tốt này. Đó là mỗi khi sáng dậy thì chúng ta không phải thở bằng cơ bụng mà chúng ta hãy nên ra ngoài sân
chỗ nào có nhiều cây xanh nhất. Lúc này các bác thở và hít, hít và nâng lồng ngực lên. Đây gọi là thở bằng phổi các bác nhá. Hít vào thật sâu và nâng, hít bằng mũi và thật sâu và nâng cơ ngực lên. Đó, đây là để giữ khí ở trong phổi của chúng ta. Và sau đó thì thở ra, ép hơi, ép hẳn gò người lại, ép hẳn khí ra đằng miệng. Thở mạnh ra đằng miệng, các bác nhớ nha. Đó, các bác hãy thở đều đặn như vậy và ép khí ra bằng hết. Như vậy sẽ giúp cho các bác có được cái lá phổi khỏe mạnh. Khi các bác áp dụng những phương pháp thở buổi sáng và buổi tối như thế này thì các bác sẽ dễ dàng có những giấc ngủ ngon và có sức khỏe tốt. Và nếu các bác cảm thấy video hữu ích thì đừng quên hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Vì tôi biết rằng rất ít người biết đến những cái phương pháp thở này giúp cho sức khỏe chúng ta cải thiện này. Nên các bác hãy chia sẻ các bác nhé. Và đừng quên là dí vào nút đăng ký và nút chuông nếu các bác cảm thấy video có hữu ích. Và tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.